Hôm nay là 24 tây tháng 6 năm 2024. Thì hôm nay Phương Linh Mỹ Tho cùng với anh Tòng, chị Thơm, em Thông, anh Tòng, chị Thơm đại diện quý nhà hảo tâm Hạt Gạo Tình Thương trao yêu thương cho anh Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1960, anh sinh năm 60, anh Hải sinh năm 1960. Anh bị tắc nghẽn mạch máu, rồi bây giờ thì đã bị đoạn hai cái chân sát cái háng luôn rồi. Thì thôi nó đựng sổ, đựng chợ, đựng bánh rồi nữa. Cảm ơn quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Đây anh Tòng, anh Tòng với chị Thơm ha. Cầm em gửi cho cặp đây, cầm nó đi, gửi 200.000 rồi dịnh vô. Rồi rồi cầm em cái này. Ở đây thì Linh xin đại diện quý nhà hảo tâm là em Phượng Hoàng gửi cho anh Hải 300.000. Phượng Hoàng ơi, bữa nay chị trở lại với anh Hải nữa là Phượng Hoàng, hoàn cảnh này Phượng Hoàng cũng trao yêu thương cho anh rất là nhiều lần rồi ha. Rồi Linh cảm ơn rất là nhiều. Linh Thông kìa. Anh Tùng Lê bên bếp cơm Từ Tâm ha, gửi cho anh 300.000 nữa nha. Rồi nay sao yếu quá vậy? Nay yếu quá vậy? Ăn uống rồi được không? Ngán quá cô ạ. Đây hoàn cảnh này là anh này tên là anh Nguyễn Văn Hải, anh ở xã Long Hưng, xã Long Hưng, Châu Thành, Tiền Giang ha. Cái này thì cũng là cái đường hẻm nó ngoằn ngoèo, nó vòng vòng ha. Nếu mà quý nhà hảo tâm với thiện hữu muốn đến với hoàn cảnh của anh Hải thì Linh sẽ dẫn đường cho đi, chứ giờ chỉ không biết đường chỉ. Tổng cộng được bao nhiêu? Tổng cộng nhóm Hạt Gạo Tình Thương là 200.000 ha. 300.000 là của em Phượng Hoàng. 150, 200, 300.000 là của em Phượng Hoàng. 300.000 là của anh Tùng. Anh Tùng mà thâu bên nhóm em Trí Nguyễn á. 300 là 600 là 800 hết thảy ha anh Hải. Rồi gửi ta đi lấy bản lại, lấy bản lại. Rất là nhiều đây. Rồi cảm ơn quý nhà hảo tâm. Hai cái chân sát vậy, hai cái chân của ảnh thì bị cắt sát luôn, còn một cái tay là bị liệt 100%, còn cái tay bên kia thì cũng không có bưng được cái chén cơm mà múc ăn được, tất cả vệ sinh đều là vợ anh làm hết. Rồi đây giờ hơi về.